Phần 7, tính cước vận chuyển. Để tính cước vận chuyển, bạn nhấn vào bảng vật liệu. Có hai bảng tính cước, đó là bảng tính cước ô tô và tính cước bộ. Tôi giới thiệu bảng đầu tiên là tính cước ô tô. Trong bảng cước ô tô này, đầu tiên bạn chọn loại phương tiện, sau đó chọn cự ly, cấp đường. Phần mềm sẽ tự tra cứu ra bảng cước tương ứng. Đối với Bắc Cạn, tôi đang sử dụng bảng cước 1682 năm 2011. Cước hạng mục 1 đây là giá trị ở trong bảng cước 1682. Đối với đá dăm, tôi chọn một loại phương tiện khác, xe trọng tải, xe có thiết bị tự đổ chẳng hạn, thì được thêm 15% và 3.000 đồng trên 1 tấn. Trong trường hợp đi trên chở đá dăm trên hai cung đường khác nhau, thì bạn chỉ việc kích chuột phải chọn thêm cung đường. Tôi chọn là chẳng hạn là xe ba cầu. Xe ba cầu thì được thêm 30% hệ số phương tiện, cự ly 2 km đường cấp 3, 4 km đường đặc biệt xấu, thì bạn chỉ cần gõ chữ G, chữ D trên bàn phím. Trong trường hợp đá học, tôi cũng sử dụng thiết bị, loại phương tiện và cung đường giống như đá dăm, thì tôi chỉ phải cóp thôi, sao chép cung đường, chọn dán cung đường. Như vậy đá học đã được sao chép cung đường và loại phương tiện như đá dăm, để giảm thiểu các cái thao tác nhập dữ liệu. Sau khi nhập xong, nếu những vật tư không tính cước thì bạn chỉ việc nhấn vào nút là ẩn vật tư không tính cước, để cái bảng tính của mình nó được gọn và có thể in ra. Sau khi nhập dữ liệu xong cho bảng tính ô tô, bạn chỉ việc nhấn vào nút áp cước ô tô ở phía dưới này, sau đó quay lại bảng vật liệu, chọn mẫu chênh lệch theo giá hiện tại, thì bảng cước ô tô được tính ra. Tôi giới thiệu đến bảng tính cước tiếp theo, đó là tính cước bộ. Bạn nhấn vào tính cước bộ. Trong quá trình làm việc, nếu file dữ liệu chưa được lưu, phần mềm sẽ cảnh báo để bạn lưu dữ liệu, tránh trường hợp đang làm giữa chừng mà bị mất điện thì file đó chưa được lưu sẽ bị mất hết dữ liệu. Trong bảng cước bộ này, tôi đang dùng vận dụng theo định mức 442 năm 1971. Mặc dù hiện nay chưa có một quy định nào bắt buộc phải sử dụng cước bộ, vì thế các đơn vị lập dự toán tự vận dụng các bảng cước có hiệu lực từ trước đến nay để sử dụng. Tôi thấy rằng cái bảng cước vận chuyển bộ 442 được rất nhiều các đơn vị sử dụng và tôi đã tích hợp vào trong phần mềm. Trong trường hợp này tôi nhập liệu, ví dụ của cái cát vàng, tôi nhập cự ly là lên dốc 300m, độ dốc 10%, thì phần mềm sẽ tự tính toán. Trường hợp cát vàng vừa lên dốc, vừa một địa hình phức tạp khác, thì bạn chỉ việc kích chuột phải chọn là thêm cung đường kết hợp nhiều địa hình. Tôi ví dụ là vừa dốc vừa trơn lầy lún thì có hệ số quy đổi. Tương tự như bên cước ô tô, bên bảng cước bộ này cũng có thể là sao chép cung đường và dán cung đường. Đối với đá học, tôi giả dụ đá học là đường gồ ghề lởm chởm. Lên dốc cự ly
350 mét. 300 mét. Sau khi kết quả được tính ra, bạn chỉ việc nhấn vào nút áp cước bộ, số liệu sẽ được tính toán. Quay lại bảng vật liệu để nhìn kết quả. Đây là bảng tính cước bộ. Trong cái mẫu chênh lệch theo giá hiện tại này, giá hiện tại sẽ bằng giá thông báo cộng cước ô tô cộng cước bộ. Bạn cũng có thể chọn cái mẫu tổng cước bằng cách chọn tổng hợp cước vận chuyển. Trong bảng này chỉ có cước ô tô, tổng cước ô tô, cước bộ và tổng cước bộ mà thôi. Kết quả sẽ được link sang bảng tổng hợp dự toán hạng mục. Đây là cước ô tô, đây là cước bộ. Tôi đã giới thiệu xong nhập cách nhập dữ liệu cho bảng cước ô tô và cước bộ. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo.